Một trong những cái phần quan trọng nhất của cái phần admin panel đó là cái phần system. Là trong cái tab system chúng ta sẽ thấy những cái menu khá là quan trọng như là setting, có nghĩa là tùy chỉnh những cái một số cái tính năng của hệ thống, và cái phần design về giao diện, layout, banner vân vân, và user. User thì trong này user nó sẽ có user group. Thì user group ví dụ như là admin hoặc là moderator hoặc là những cái người mà chỉ là chuyên về đăng đăng những sản phẩm lên thì họ sẽ thuộc cái user group nào, và chúng ta sẽ cấu hình, chúng ta sẽ tạo những cái user group và user như thế nào để mà họ có thể đăng nhập, để mà chỉ để đăng sản phẩm chứ không có thể được đụng đụng chạm tới những cái tính năng khác của hệ thống. Tiếp theo cái phần localization, nghĩa là cái phần mà cho phép chúng ta cấu hình về ngôn ngữ, tiền tệ và những cái tính năng khác mà liên quan tới tới địa phương hóa, như là thuế, rồi những cái vùng country vân vân. Tiếp theo đó là cái phần error log, có nghĩa là khi mà website bị lỗi thì nó sẽ tự động ghi log lại, có nghĩa là ghi chú lại cái bị lỗi phần nào thì chúng ta sẽ vào đây chúng ta ta xem. Cuối cùng, backup restore là một trong những cái phần mà quan trọng nhất mà người quản trị cần phải lưu ý. Mặc định là nếu mà hosting của họ chứa chứa cái shop của họ mà không có tính năng là tự động backup theo ngày, theo tuần hoặc là theo tháng, thì bản thân admin họ phải nhận thức được là phải tự động backup, để sao cho mà khi một khi website của họ bị tấn công hoặc là bị mất dữ liệu thì họ có cái bản backup để mà restore lại. Thì đầu tiên mình sẽ khảo sát về cái phần setting. Các bạn chọn vào system setting và chọn edit một cái default store. Trong phần này chúng ta sẽ thấy những cái store những cái setting, ví dụ như là store name, tên của store, rồi tên của người chủ chủ store, chủ shop, địa chỉ, email, số điện thoại, vân vân. Cái này là store name, store title. Cái meta description, đây là cái phần mà để cho cái search engine có thể tìm tìm kiếm và search ra những cái từ khóa quan trọng mà khi mà bạn khai báo trong này. Cái template mặc định nó là default, có nghĩa là khi mà chúng ta cài đặt một cái source code OpenCAD, mặc định nó là default template màu xanh của OpenCAD. Thì admin hoặc là người cái quản trị hệ thống có thể là tự tạo ra một cái template theo ý của họ, hoặc là mua một cái template nào đó từ cái bên thứ ba, hoặc là họ có thể sử dụng những cái template free ở trên mạng để mà cài đặt và chọn ở đây. Default layout, default mặc định default nó chính là home. Thì chúng ta không không cần phải chỉnh sửa gì ở phần layout này. Còn khi mà bạn muốn khi mà người dùng đăng nhập khi mà người dùng truy cập vào cái website mà tới ngay cái trang mà account thì bạn sẽ chọn account đây. Nhưng mà điều đó thì là không không hợp lý. Tiếp theo về cái tab local, chúng ta sẽ thấy phần country, có nghĩa là nước nào, ví dụ như là chọn là Việt Nam, region state, nghĩa là những thành phố nào thuộc cái vùng miền nào vân vân. Language, ngôn ngữ thì mặc định nó là English, OpenCAD chỉ hỗ trợ mặc định là English, nhưng mà sẽ có những cái gói ngôn ngữ bạn tự Việt hóa, hoặc là bạn sử dụng một cái gói ngôn ngữ của người khác Việt hóa, hoặc là một cái gói ngôn ngữ nào đó như là Trung Quốc hoặc là Đan Mạch, Đức vân vân, và bạn chỉnh sửa lại cho phù hợp website của bạn. Và cái administrator language, cái phần này nó cũng tương tự như cái phần language ở trên, tuy nhiên là cái phần này chỉ thay đổi cái ngôn ngữ ở trong phần quản trị admin. Ví dụ như mình chọn là Vietnamese thì cái bấm save lại thì ở trong này nó sẽ hiển thị toàn bộ là tiếng Việt. Đó, nó sẽ hiển thị toàn bộ là tiếng Việt. Mình sẽ chọn lại là English, bấm luôn.
Rồi tiếp theo nó là cái phần tiền tệ, thì tiền tệ đây là bạn chọn cái đơn vị tiền tệ, nó là Việt Nam đồng hoặc là USD. USD thì bạn sẽ cấu hình ở trong cái phần mà localization, cái phần mà currency. Thì khi mà bạn ấy tạo cái đơn vị tiền tệ lúc đó thì bạn mới có thể chọn được ở đây. Mặc định nó là USD nhưng mà do mình đã cấu hình, mình đã chỉnh sửa lại cái trang web này cho nên bây giờ mặc định nó là sẽ là Việt Nam đồng. Cái auto update currency có nghĩa là nó sẽ tự động cập nhật cái tiền tệ của bạn dựa trên cái hệ thống tiền tệ quốc tế. Ở đây là cái chiều dài và cái cân nặng nè. Còn đây length là chiều dài, thì tính theo cái đơn vị đo nào, ví dụ như cm, mm hoặc là inch, hoặc là cái cân nặng thì tính theo kg hay là gram, pound vân vân. Tiếp theo ở cái tab option ở đây nó sẽ xuất hiện cho chúng ta những cái setting liên quan tới về sản phẩm và những cái items. Item nghĩa là cũng tương tự như là sản phẩm, voucher, những thuế và account vân vân. Thì phần item đầu tiên nó là default item per page, có nghĩa là mỗi trang nó sẽ có bao nhiêu cái item, thì mặc định là bạn sẽ set ở đây hoặc là default item per page trong phần admin. Item nghĩa là những cái record, những cái dòng dữ liệu mà khi bạn thấy, ví dụ như là ở trong phần category bạn thấy đây, những cái dòng này nó gọi là mỗi cái dòng nó gọi là một item. Thì ví dụ như bạn mặc định bạn set nó là 20 item trong phần admin, thì cái trang mà category lúc nãy nó sẽ hiển thị 20 item đầu tiên, xong rồi bạn bấm qua cái trang thứ hai này nó sẽ hiển thị là 20 item tiếp theo. Tương tự như vậy thì cái phần catalog, cái phần này thì nó cũng tương tự, bạn xét item nó bao nhiêu thì nó sẽ hiển thị như là theo cái số mà bạn đã set ở đây. Về product thì bạn sẽ thấy thứ nhất là về product count, khi mà bạn rê chuột vào một cái category thì ở ngay ví dụ như là t-shirt thì nó sẽ hiển thị cái số tổng số sản phẩm mà trong cái category là t-shirt nếu mà bạn chọn yes. Còn nếu mà bạn chọn no thì nó không đếm có số sản phẩm. Như hiện tại mặc định như thế này nó là chọn no, nó không có số sản phẩm ở đây. Allow review nghĩa là cho phép khách hàng hoặc là cho phép khách vãng lai có thể đăng những cái review, đăng những cái comments, những cái bình luận ở trên trang product. Còn bạn mà không muốn cho đăng bình luận gì hết thì bạn có thể là chọn no, hoặc là không muốn cho download bất cứ cái gì thì bạn chọn no ngay tại cái trang product đó. Về cái voucher thì voucher tối thiểu, cái voucher ở cái số lượng voucher tối thiểu là một, và số lượng max có nghĩa là 1.000. Có nghĩa là một khách hàng họ tối thiểu là họ mua được một voucher và tối đa có thể mua được chỉ là 1.000, không mua nhiều hơn 1.000 được. Và tiếp theo cái phần là thuế, thì ở đây nó sẽ có cái phần setting như thuế, ví dụ như là hiển thị giá với cái thuế, có nghĩa là khi mà khách hàng họ đặt một cái đơn hàng nào đó và họ tới cái bước đó là ra ra tổng tiền, thì cái tổng tiền nó sẽ tính với thuế, nó sẽ cộng chung với thuế, nó tính toán như thế nào ra một con số tổng tiền thì khi mà bạn chọn yes. Còn nếu mà bạn chọn no thì cái thuế nó riêng và cái tổng tiền nó riêng. Tiếp theo là cái phần VAT, cái thuế mà ở giá trị gia tăng ở đây, và một số những cái thuế khác như là shipping address, như là payment address vân vân. Tiếp theo là cái phần account, thì có view customer online, nếu mà bạn muốn kiểm tra khách hàng nào đã online thì bạn có thể chọn yes. Customer group mặc định nó là default, nghĩa là khi khách hàng đăng ký một cái account nào đó thì mặc định nó sẽ chuyển sang default group. Còn nếu mà bạn ví dụ như bạn có cái customer group là VIP, là VIP hay là gì đó, bạn set default ở đây thì mặc định khi khách hàng đăng ký họ sẽ được tự động chuyển
chuyển cái account nó về dưới dạng là VIP. Login price, login display price. Cái phần này là khi mà người dùng họ đăng nhập, có nghĩa là họ đã có tài khoản khách hàng và họ đăng nhập thì họ mới thấy giá cả của sản phẩm. Thì mặc định đó là no. Và cái account account terms có nghĩa là cái chỗ này, đây là cái phần quan trọng mà trước đây mình đã đề cập trong cái phần mà catalog information. Thì trong cái phần account terms này, khi mà người dùng họ đăng ký một cái account, thì khi mà tới cái bước cuối cùng là accept để tạo một cái account mới, thì họ sẽ check vào một cái ô vuông, có nghĩa là I agree with the terms of the website, có nghĩa là họ đồng ý với cái điều khoản của website. Thì ngay cái chỗ đó nó sẽ link tới một cái trang, cái đường dẫn, nó là đường dẫn tới cái trang privacy policy. Thì đây là bạn sẽ set được cái trang nào, nó link tới trang nào thì bạn sẽ set tới đây. Tiếp theo là cái phần checkout display weight on cart pay, có nghĩa là hiển thị cân nặng của cái giỏ hàng. Guest checkout nghĩa là họ không cần đăng ký, họ không cần có tài khoản, customer họ vẫn có thể được đặt hàng và họ thanh toán. Ngoài ra nó còn có một số những cái setting ở dưới này thì bạn có thể tìm hiểu, nó có những cái description ở đây. Tiếp theo là về tab image, có nghĩa là shop của bạn sẽ có cái logo dạng hình như thế nào thì bạn tự động bạn tạo cái logo, bạn chọn browse, bạn upload cái logo ở trong này. Và cái icon nó chính là cái hình mà ở trên cái tab browser. Và một số những cái edit những cái setting cho cái size của bạn nằm đây. Và FTP account thì phần cái FTP account ở trong này nó sẽ không 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 có liên quan gì tới cái phần mà quản trị admin, mà nó sẽ nằm trong cái phần hosting account. Và để cho người lập trình viên hoặc là một người quản trị hệ thống, họ sẽ sử dụng FTP để mà họ backup website hoặc là họ edit những cái code hoặc là những chỉnh sửa những cái plugin nào đó vân vân. Thì cái phần này tốt nhất là không không nên, bạn không rành thì bạn đừng đừng nên đụng vào những cái setting ở đây. Tiếp theo là cái phần mail. Ở đây là cái phần setting những cái thông tin để gửi mail, ví dụ như là giao thức gửi mail, đó là mail hoặc là SMTP vân vân, và những cái tham số gửi mail. Mail host, username, password, ví dụ như là mail host sử dụng SMTP của Gmail thì bạn sẽ điền cái username của Gmail, password của Gmail, rồi cái port, cái cổng của cái SMTP là đó vân vân. Thì cái phần này đó là cái phần nâng cao. Mặc định là Ronin Shop, mặc định là cái Open Card nó sẽ sử dụng cái tính năng, cái hàm gửi mail của hosting mà bạn đang chứa cái host, chứa cái website. Cho nên là cái phần gửi mail là bạn sẽ không không cần cấu hình, hoặc là ví dụ như chúng ta gửi mail cho theo một cái dạng là theo một cái service, theo một cái chức năng của bên thứ ba, thì bạn cũng sẽ không cần cấu hình cái phần mail ở đây. Và cái flow này có nghĩa là một cái tính năng của bên cạc đưa ra để nhằm chống lừa đảo. Nhưng mà ở đây cái Maxmind này nó cũng là một cái dịch vụ của bên thứ ba, và cái Maxmind này nó là có phí, cho nên là mình cũng sẽ không có giới thiệu phần này ở đây, bởi vì phần này có phí, bạn phải tốn tiền để sign up account và chọn cái plan pricing của nó, cho nên là sẽ tốn tiền nếu mà sử dụng cái phần dịch vụ của Maxmind. Về cái tab cuối cùng là cái tab server, có nghĩa là liên quan tới những cái cấu hình của server, nhưng mà ở đây những cái thông tin này chỉ mang tính chất cơ bản. Nếu bạn muốn can thiệp vào sâu bên trong server thì bạn sẽ liên hệ quản trị admin, liên hệ tới người làm website,
để mà họ có thể can thiệp vào server để tùy chỉnh bảo mật vân vân. Thứ nhất là USSL, đây là một cái tính năng bảo mật, ví dụ như là ở trên đường dẫn mặc định nó chúng ta sử dụng đó là HTTP. Khi mà bạn chọn USSL thì nó sẽ thành là HTTPS. Tuy nhiên hosting của bạn phải hỗ trợ SSL thì nó mới được phép là sử dụng HTTPS, còn không nếu mà bạn chọn cái tính năng này thì cái trang admin nó sẽ không đăng nhập được. Cho nên không đăng nhập được và bạn sẽ không thể truy cập vào cái website bình thường được. Cho nên đây là một trong những cái tính năng rất là quan trọng, bạn không được không nên edit, không nên chọn yes hoặc no tùy tiện, bạn cứ để mặc định default. Còn nếu mà bạn muốn sử dụng SSL để bảo mật hơn như Facebook chẳng hạn thì bạn sẽ liên hệ tới người đã làm website, nhà hoặc là hosting provider hoặc là những cái bên nào mà host của website của bạn để họ có thể tư vấn thêm cho bạn. Tiếp theo là user session, thì cái phần này nó cũng không không phải là phần quản trị admin đơn thuần cho dành cho shop, mà nó nâng cao hơn là dành cho những cái người quản trị hệ thống, cho nên là mình cũng sẽ không đề cập trong cái video lần này. Tuy nhiên ở đây bạn có thể lưu tâm tới cái phần mà sale URL, như là trong cái video về query mình đã nói, thì nếu mà bạn chọn yes, tức là nếu mà khi bạn tạo một cái category thì bạn sẽ nhập một cái keyword vào cái category URL, chỗ mà keyword có cái field để nhập á, thì ở trên bạn rê vào, ví dụ như là bạn chọn túi sách thì ở trên này nó sẽ hiển thị ra là chữ bass, đây có nghĩa là cái keyword. Còn nếu mà bạn chọn no thì nó sẽ cái URL ở trên này nó sẽ hiển thị khác với những cái tham số truyền vào rất là phức tạp, cho nên là nó sẽ không tốt cho sale. Vì vậy bạn nên chủ động chọn vào yes, và bạn khi mà tạo bất kỳ một cái query nào hoặc là một cái product nào thì bạn nên cấu hình, bạn nên chỉnh cái keyword cho nó là chính xác, và đặc biệt nên nhớ là mỗi cái category, mỗi cái keyword cho category và product không được giống nhau, bởi vì nếu giống nhau là nó sẽ liên kết tới một cùng một cái category hoặc là cùng một product, chứ không phải là những cái product, những cái category mà bạn đã tạo nữa. Và khi mà website của bạn đang có gặp vấn đề trục trặc, hoặc là bạn đang muốn tạm ngừng website để di chuyển hosting của bạn từ cái hosting hiện tại sang một cái hosting khác, thì bạn có thể chọn vào cái phần maintenance mode, rồi chọn yes, có nghĩa là website đang trong quá trình bảo trì. Thì người dùng họ sẽ khi mà truy cập vào cái domain là ronnyshop.com thì họ sẽ thấy cái bảng thông báo đó là website đang bảo trì. Tuy nhiên đó là người dùng customer bình thường, còn admin thì bạn vẫn thấy được cái website như bình thường. Cho nên là khi mà bạn chọn yes cái tính năng này thì bạn đừng nhầm lẫn, bởi vì có thể là bạn sẽ nghĩ rằng là website chẳng gì thay đổi, bởi vì hiện tại bạn đang đăng nhập với quyền admin, bạn sẽ không thấy được cái bảng thông báo. Bảng thông báo chỉ hiện ra khi bạn đã thoát khỏi quyền admin và login như là một user customer bình thường. Và tiếp theo cái phần tính năng quan trọng đó là allow forgotten password, có nghĩa là khi mà bạn quên mật khẩu thì bạn có thể là phần này chỉ dành cho admin, có nghĩa là khi bạn quên mật khẩu thì bạn sẽ được phép là cấp lại mật khẩu dựa vào cái địa chỉ email xác thực vân vân. Khi mà bạn chắc chắn là bạn đã lưu mật khẩu admin ở một cái chỗ nào đó mà bạn cho rằng là không bao giờ quên, thì bạn chọn no, bởi vì nếu giả sử email của bạn bị đánh cắp hoặc là bị mất, hoặc là vì lý do nào đó mà bạn không có cái quyền admin ở trong cái email của bạn, không có còn đăng nhập vào email được nữa, thì bạn sẽ không thể nào mà khôi phục lại cái password account, phần admin của OpenCAD nếu như bạn đã đánh mất cái password đó. Về cái phần output compression level, có nghĩa là
Đây là cái chế độ nén của cái website của bạn. Nó sẽ có level là từ 0 đến 9. Từ 0 là chế độ nén cơ bản nhất, có nghĩa là không nén gì cả. Và 9 có nghĩa là chế độ nén cao nhất, có nghĩa là nén tối đa. Thì khi bạn sử dụng cái chế độ nén 9 thì nó sẽ làm tăng tốc website của bạn hơn. Tuy nhiên là cái server hosting của bạn hỗ trợ Gzip thì nó mới hỗ nó mới thực thi được cái chế độ nén này, còn nếu không thì bạn cũng sẽ không, mặc dù là bạn chọn số 9 nhưng mà nó cũng không có nén được đâu. Vì vậy là nói chung là mặc định cái phần mà setting ở trong server, bạn cần phải tìm hiểu kỹ càng hoặc là được sự tư vấn của cái người làm website hoặc là người nào đó tạo website hoặc là bên công phía công ty nào đó xây dựng website cho bạn để mà biết cách cấu hình tốt hơn. Và cuối cùng cái phần quan trọng là cái phần Google Analytics Code. Thì đây là cái phần mà khi mà bạn đăng nhập vào cái Google Analytics của Google thì họ sẽ cấp cho chúng ta một cái đoạn mã để mà tracking, để mà theo dõi website chúng ta. Thì bạn sẽ chèn cái đoạn mã đó vào đây, và khi mà bạn muốn theo dõi cái website của bạn theo thống kê, theo tháng, theo tuần có bao nhiêu lượt truy cập đến từ đâu, hay là họ truy cập vào cái sản phẩm nào, những cái trang nào, thì và cái số lượng mà trở lại, số lượng trở lại website của bạn bao nhiêu phần trăm, thì bạn sẽ đăng nhập vào cái Google Analytics để mà theo dõi chuyện đó. Còn ở trên admin của OpenCAD bạn sẽ không thấy được cái chuyện đó. Tiếp theo là mình sẽ nói về cái phần design. Về cái phần design, trong đây nó sẽ có cái layout. Layout là do bạn tạo, mặc định nó sẽ tạo một số layout cơ bản cho chúng ta. Thì cái layout nó cũng là một cái phần nâng cao, đòi hỏi bạn là phải hiểu rõ cái cấu trúc website như thế nào và cái bố cục website như thế nào để mà chọn layout, để mà tạo layout mới phù hợp. Thì mình cũng mà bạn phần này là bạn cũng không cần thiết phải phải đụng vào, bởi vì mặc định nó sẽ tạo chúng ta một số cái layout. Và khi mà bạn muốn tạo layout mới thì lập trình viên, tức là người là code cái website của bạn hoặc là bên phía bên xây dựng website, họ sẽ tạo cái layout bằng code ở trong cái sụt code của bạn, và lúc này thì mới có thể tạo layout và mới có thể apply, mới có thể sử dụng được cho cái shop của mình. Còn mặc định là nó chỉ có một số cái layout cơ bản như là account, affiliate, category, vân vân. Về cái phần banners, banner ở đây có nghĩa là những cái bảng quảng cáo của nhà sản xuất vân vân, thì phần này không quan trọng. Và nếu như bạn muốn quảng cáo, show quảng cáo, banner nằm đâu để giới thiệu nhà sản xuất rồi vân vân, thì bạn có thể enable, bạn có thể sử dụng, bạn có thể enable và sử dụng nó. Và tiếp theo cái phần quan trọng đó là cái phần mà user. Thì trong cái phần user này nó sẽ có hai cái user, ví dụ như là hai cái user admin và trong cái user group, ví dụ bạn cứ mặc định đó là có cái group là top up administrator, nghĩa là quản trị tối cao, có nghĩa là người người nào mà nắm giữ cái quyền này, có nghĩa là có thể điều hành tất cả các chức năng cũng như là toàn bộ cái chức năng trong cái administrator panel. Bạn cũng có thể tạo thêm một một cái user group khác, và ở đây bạn có thể cấp quyền cho họ họ muốn, ví dụ như họ chỉ có thể đụng tới cái phần mà đăng nhập rồi đăng nhập và upload product, insert product, thêm product, thì bạn sẽ cấu hình trong này. Thì đây là cái phần cái đường dẫn những cái này, thì bạn cần phải liên hệ với cái người mà chuyên về OpenCAD, họ sẽ hướng dẫn cho bạn cách phân quyền như thế nào để cho nó cụ thể và để tránh bị nhầm lẫn. Tiếp theo mình nói về cái phần localization, ấy là phần mà địa phương hóa. Trong này nó sẽ có cái ngôn ngữ, chúng ta có thể chọn cái ngôn ngữ
thì bạn mặc định khi mà cài đặt open card nó mặc định là ngôn ngữ English, bởi vì mình đã cài đặt cái gói ngôn ngữ là Vietnamese nên và mình set default cho nó là Vietnamese nên là bạn thấy chữ default đây. Ngoài ra nó có cái tiền tệ thì như lúc nãy mình nói, để mà trong cái shop của bạn sử dụng cái đơn vị tiền tệ mặc định đó là Việt Nam đồng thì bạn sẽ tạo một cái đơn vị tiền tệ ở đây mặc định khi mà cài đặt open card nó không phải là Việt Nam đồng mà nó là USD, vì mình đã cấu hình và mình đã xóa cái việc USD, hiện tại là chỉ còn Việt Nam đồng và set default cho nó. Ngoài ra nó có những cái tính năng khác như là trạng thái của cái kho hàng, ví dụ như là còn hàng hay là hết hàng hay là đặt trước hay là 2 3 ngày mới có rồi vân vân. Order status bạn cũng có thể tạo đây. Thì nói chung khi mà cái shop của mình khi mà sử dụng open card, open source thì nó đã tạo sẵn những cái status cần thiết. Những cái status này là do những cái chuyên gia về mảng shop shopping website tạo sẵn, cho nên là bạn sẽ không thể không cần phải lo lắng quan tâm tới cái phần này, không cần phải tạo thêm bất cứ một cái status nào mà có thể sử dụng những cái status sẵn có ở đây. Tuy nhiên nếu mà bạn để tùy chỉnh phù hợp với website của bạn, bởi vì mặc định nó có rất là nhiều status, ví dụ như website của bạn khá là đơn giản, không không có cần phải phức tạp như là refund, trả trả tiền hay là ship hay là hết hạn order vân vân, thì bạn có thể delete bớt hoặc là bạn edit để mà disable cái những cái order status này. Tiếp theo là phần returns là sản phẩm trả lại. Ở đây nó cũng có những cái status và action reason vân vân. Country là phần về đất nước, và zone nghĩa là những cái phần vùng. Ví dụ như là zone đây là nó có nhiều cái zone khác nhau. Như ở ở đây bạn có thể insert hoặc là delete zone vân vân. Cái geo zone nữa là cái zone theo địa lý, ví dụ như là UK shipping là vận chuyển ở UK hoặc là thuế VAT ở UK. Ở đây bạn cũng có thể delete hoặc là insert bất cứ một cái geo zone nào. Tiếp theo là cái phần taxes là thuế, bạn có thể là tạo thêm một cái taxes class. Nói chung bạn có thể tùy tùy biến website của bạn, không có theo cái mặc định của bên cạc, mà bạn có thể tùy biến, bạn có thể tạo, bạn có thể edit, thậm chí là có thể delete bất cứ cái thứ gì khi khi mà bạn chắc chắn là nó sẽ không làm website của bạn bị đình trệ hoặc là bị lỗi, thì bạn có thể xóa sửa bất cứ thứ gì trong này. Ngoài ra thì có cái land hoặc là cái way classes vân vân.